cả các bạn đã quay trở lại channel của mình. Đây là dĩa chuối với khoai lang nướng nè. Hôm nay mình thèm ăn cái này nên mình đã nướng và mình ép ra ra rồi. Bây giờ mình sẽ để ra ngoài dĩa. Mình sẽ xơi. Đây, chuối giống như là khoai lang nướng. Đây nè cả nhà. Bây giờ tới mình thưởng thức. Tại vì hôm nay ở nhà còn khoai lang với mình đi mua được chuối sim đó. Chuối xanh mà hôm nay là nó vừa chín tới. Mình mới thấy vậy với thèm món này nên làm luôn. Lấy ra nướng để chuối với khoai lang. Khoai lang gọt vỏ ra rồi cắt khúc ra. Chuối thì mình lột vỏ ra, mình để vô cái máy nướng đó. Cái mình nướng nó chín xong rồi mình ép ra. Còn nước cốt dừa thì mình làm mình bỏ vô nồi, mình cho một tí xíu muối với đường. Mình nêm nó vừa ăn xong rồi cuối cùng cái mình bỏ bột bắp á. Bột bắp thì mình quậy nước, mình để vô cho nó nước cốt dừa mình nó sệt lại. Rồi đậu phộng mình rang mình để lên. Thế là xong một dĩa chuối nướng nếp. Ôi món này thèm, nấu mà thèm chảy nước miếng. Hồi ở Việt Nam á, ăn này nhiều lắm luôn. Hầu như là cách ngày luôn á. Ăn món này nè với món hộp vịt lộn với chuối nướng nếp. Mỗi lần đi lại ăn hộp vịt lộn ha là phải một trứng, một trái chuối nướng nếp với một trứng vịt lộn. Còn cái chuối này á mà mình đi trễ là sẽ hết, còn cái chuối nướng nếp thì nó còn nhiều. Ở quê mình á bán mấy món này nhiều lắm mà tới trưa người ta mới bán nha, chứ mà sáng sớm ít ai bán lắm. Trưa bán đi tới chiều tối là hết rồi. Ngon quá cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng ăn. Con mình nó thích nước cốt dừa lắm, nên là món nào mà có nước cốt dừa á quá lắm. Hồi nãy cho ăn hết một trái à, mà cái tọt anh ta ăn ngậm. Ý cho ảnh ăn ý ảnh ngậm á, mình tưởng nó ảnh không thích ăn. Ý mình ăn hết. Ý bắt đầu ảnh quay qua ảnh thấy trời ơi khóc ơi là khóc đòi ăn nữa. Nó nói ăn là phải ăn không có ngậm nha. Dạ đút một cái là ăn, đút cái ăn sợ ăn hết. Tại thích á, thích là ảnh ăn lẹ lắm, còn mà không thích là thôi ngậm. Còn cái này hồi nãy là ghiền coi phim á, coi iPad á nên ngậm. Ăn không có được coi. Ngon. Hồi nãy mình nói nướng thơm có thể ăn hết luôn á trời. Cái này khoai lang. Bên này nè, cái khoai lang tím ở bên Hawaii á thì nó còn ăn nó có cái độ bột và độ dẻo.
Còn mà khoai của Mỹ á, thì nó rất là mềm, nên mình thích ăn cái nó dẻo hơn, nên mua khoai tím đi. Khoai là bên này trồng, mà hình như bên Hà Quai, bên cái đảo, bên bên đảo lớn nó trồng nhiều hơn. Cái món này nè, mình nhớ lại á, lúc ở Việt Nam á, khi mà đi làm công ty á, có quen cô đó, mỗi lần đi hay là hai người đều ghé lại ăn chuối nè, tới trưa là chạy đi ăn, tới trưa là chạy đi ăn, thích lắm. Ăn món này nhớ nhớ ăn mọi người, nhớ các bạn. Qua rồi cái thời đó mà bây giờ cũng không biết anh mọi người như thế nào, cầu cho mọi người khỏe mạnh, nhớ các bạn nhiều lắm, nhớ nhớ những người mà mình từng tiếp xúc và mình từng quen biết. Tuy trong cuộc sống đó, có nhiều chuyện xảy ra lắm, và những thứ đó, cũng vì một cái lời nói mà không hiểu nhau thì sẽ có những cái chuyện nó xảy ra đáng tiếc. Mà thật sự thì ở trong lòng mình thì mình không có nghĩ gì đâu. Tính mình thì nói thẳng, với nhiều khi sợ mất lòng người giận hờn, nhưng mình luôn nghĩ về những người bạn mà mình đã từng quen từng biết, chứ không bao giờ mà mình quên. Gắn liền với tuổi thơ mình luôn đó. Hồi xưa á, cái lúc mà khó khăn á, thời buổi khó khăn cỡ chừng lúc đó mình nhỏ xíu à, cỡ chừng mình mười mấy tuổi à, là thời đó nó khó khăn. Có thời gian á, mẹ mình cũng bán những cái này nè, vì cuộc sống mưu sinh mà. Ở bên bên Mỹ không có bán hột vịt lộn, có bán hột gà lộn thì có, chứ bên hột vịt lộn không có. Mà hột gà lộn ăn không bằng hột vịt lộn bên Việt Nam mình đâu, dở. Bên đây nó bán là 2 đồng một trứng hết, mà lúc mới vừa trời, lúc mình mới qua bên Mỹ á, nó thèm ớ là thèm hột vịt lộn, mà ông xã đi mua về hột gà lộn ăn không ngon, mà nó không có ra cái mùi hột vịt lộn, nó kỳ lắm, ăn không có quen. Rồi cũng tội nghiệp ổng, ổng chạy đi kiếm, như là giống như chợ mình á, chỗ này bán không được đi qua chỗ khác mua vậy đó. Ấy à, ổng đi mua xong mới hỏi kiếm được ngay chỗ người ta bỏ mối hột gà lộn luôn á. Ấy à, người ta cũng nói là có nhiều loại, nhiều như là trứng nhỏ, trứng con nhỏ, con lớn, rồi mình muốn mua loại
nào vậy đó. Thế em nói thôi mua con vừa vừa, con nhỏ nhỏ thôi, đừng mua lớn quá. Đó, đi bắt đầu mua về thì ăn thì cũng tạm thôi, chứ cũng không ngon bằng hộp vịt lộn mình đâu. Mà bên này nó bán 2 đồng trứng, mà một lần nó bán một dĩ 12 trứng hay gì, 12 trứng. Mà có ngày nó bán nha, ở bên Hawaii mình là nó bán thứ tư nó mới bán cái trứng gà lộn đó. Nên có thể ăn cũng nín, đợi tới ngay cái thứ tư mới có ăn. Nên mình ít có bạn lắm. Nói nịnh á thì mình nói nịnh không được. Ở Việt Nam á, cái món chuối nướng khoai lớn này nè là cái món dân dã quá, cái món đời thường, hầu như muốn ăn là ra đường có ăn. Chứ bên Mỹ món này là kể như là món xa xỉ, món quý hiếm, ra đường kiếm món này không có đâu. Muốn ăn là mình tự mình làm mình ăn thôi, chứ ngoài đường không có món này đâu. Tưởng nhiều khi á mình nói chơi với ông xã mình á, nói à, anh à, không ăn, em làm em kiếm theo đẩy em bán mấy cái này em làm mấy cái này em bán, em nấu chè em bán. Thế ông nói mình điên, tại mình sống bên Việt Nam, mình thấy cảnh bên Việt Nam thì mình thấy như vậy. Mình đi qua đây mình thấy mình muốn ăn mà không có, mình mà bán cái kiểu này chắc người ta ăn nhiều ha. Thế biết ông xã mình nói sao không? Bán, em làm em bán em tự ăn luôn, chứ bên này không ai ăn cái này đâu. Thiệt, Mỹ nó đâu ăn mấy này đâu trời, chỉ Việt Nam mình nó ăn thôi chứ. Hôm nay em nhìn thử mà đường ơi, có ai mà đẩy xe giống như em nói không? Người ta ở bên này đâu phải có nhà hàng, có bằng cấp, giấy phép, đồ an toàn thực phẩm, vệ sinh đầy đủ, đủ thứ hết. Ở đó em đi đẩy ngoài đường rồi bụi bặm này, ruồi bu kiến đậu tùm lum hết rồi. Ăn vô bị bệnh rồi mất công, lúc đó là có chuyện với người ta nữa. Thôi ở nhà đi. Tới vậy luôn, tới giờ vẫn ở nhà chưa đi làm. Nội trợ hết rồi nè các bạn. Ngon quá. Ăn ngồi nói chuyện hết hồi nào không hay. Quá không?
miếng cam. Ồ, cam nó ngọt, ngọt ơi là ngọt, ngọt quá ngọt luôn. Ngọt hết chỗ chê. Ngọt ơi là ngọt. Cam bên mình nó bán là cái ruột nó màu cam luôn ha. Mà nhìn giống như ruột bưởi ha. Còn có loại á, thì cái ruột này nó màu vàng. Màu vàng lạnh nhất. Cái này ăn ngon. Ngọt ơi là ngọt. Ý là mình mới ăn chè ở bên. Ăn chuối với khoai ngọt ha, nước dừa ngọt. Mà ăn cam vô vẫn ngọt, không chua. Chứ thường thường mà mình ăn ngọt, mình ăn trái cây vô là nó chua lè à. Mà cái này nó vẫn ngọt. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Và đừng quên nhấn nút like, subscribe để ủng hộ cho kênh mình nhé. Bye, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye cả nhà. Bye.